Cuộc đời như giấc mộng. Sau khi chết, chúng ta cũng tỉnh dậy. Có người tỉnh dậy thấy mình ở những nơi đẹp đẽ, có người tỉnh dậy thấy mình ở trong một thế giới xa lạ, dị kỳ. Có người tỉnh dậy thấy mình vẫn còn ở trong thế giới này, trong cùng một môi trường, nhưng trong một thân thể khác hẳn. Thân thể cũng vậy, chỉ khác về cảm giác, khác về sự cử động, khác về những cơ năng của thân thể. Có người tỉnh dậy thấy mình ở trong một thế giới đau khổ, và có người tỉnh dậy thấy mình ở những nơi đen tối, không thể chịu đựng nổi. Cũng giống như một người ở thế giới này vừa thức tỉnh sau cơn mộng, thấy mình ở trong một hoàn cảnh khác của đời sống hàng ngày. Cho nên mỗi người trong chúng ta sẽ tỉnh dậy sau giấc mộng của chúng ta dài khoảng chừng 100 năm. Đây là một giấc mộng dài. Có người có giấc mộng ngắn hơn, chúc may mắn. Những người may mắn, chúng ta tất cả đều biết rằng chúng ta sẽ tỉnh dậy một ngày nào đó, nhưng chúng ta lại không sẵn sàng. Chúng ta không chuẩn bị cho giai đoạn thức tỉnh đó. Nhất thiết vì tâm tạo. Những diễn biến đang xảy ra trên thế giới ít nhiều chúng ta đều có trách nhiệm. Nguyên nhân vì trong quá khứ chúng ta có rất nhiều ý niệm xấu và những ý niệm tốt. Chúng ta hợp cùng với những chúng sinh khác dựng lên thế giới này, dựng lên hiện tại. Cho nên chúng ta không thể nói rằng người đó xấu lắm, tôi không có quan hệ với họ. Thật sự có quan hệ. Rất có thể trong quá khứ chúng ta thường trưởng dưỡng tư tưởng thấp kém, những quan niệm xấu và phạm phải nhiều lỗi lầm. Những quan niệm xấu và những lỗi lầm sai trái ấy trải qua muôn đời muôn kiếp tích lũy trở lại để trở thành hoàn cảnh hiện tại. Cho nên chúng ta có nghe nói rằng nhất thiết vì tâm tạo. Chỉ vì tâm của chúng ta mà thế giới này tồn tại, sanh ra sự tốt xấu. Cho nên chúng ta cần phải tu hành, sửa đổi những lỗi lầm đã phạm trong quá khứ và những chuyện không hay mà chúng ta đã gây ra. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Trong mỗi quốc gia, mỗi thời đại hiện hữu của thế giới luôn luôn có những người như Chúa Giêsu hoặc Đức Phật ra đời, và đó là một tin mừng. Chúng ta thờ phượng Chúa Giêsu và Đức Phật như vậy rất tốt, nhưng chúng ta hiếm khi biết rằng chúng ta có thể trở nên vĩ đại như Chúa Giêsu, như Đức Phật. Đó mới thật sự là mục đích duy nhất của các ngài đến thế giới chúng ta. Vì thế, Chúa Giêsu mới nhấn mạnh trong Thánh Kinh rằng bất cứ những phép lạ nhiệm màu gì ta làm hôm nay, ngày mai các con còn có thể làm vĩ đại hơn nữa. Ngài đã hứa với chúng ta có thể vĩ đại như Ngài, thậm chí còn vĩ đại hơn nữa. Phật cũng nói rằng các con đều có thể thành Phật. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Không ai tuyên bố là người độc quyền, người duy nhất có thể thành Phật. Không ai có thể nói vậy được. Nếu người nào nói như vậy, người đó không biết gì về Phật giáo hay Cơ Đốc giáo. Kitô chân chính là một lực lượng có thể truyền xuống được từ người này sang người khác, cũng giống như quý vị kiếm rất nhiều tiền, có thể cho bao nhiêu thì cho. Y như của cải vật chất, chúng ta cũng có lực lượng tâm linh, sở hữu vô hình mà chúng ta cũng có thể truyền xuống được. Nhưng hãy để sư phụ nói rõ hơn. Nó không phải là một vật gì có thể phân phát, bởi vì tất cả chúng ta đều đã có sẵn bên trong, chỉ cần một chuyên gia mở nó ra mà thôi. Cũng giống như chúng ta vào trong phòng này, chúng ta không biết hộp điện với những nút tắt mở cho phòng này ở đâu, nên chúng ta phải dùng cách cố gắng tự tìm tòi. Hoặc theo cách nhanh hơn là đi tìm ông quản lý, người cai quản phòng này, ông ta biết hết mọi thứ. Mỗi ngày ông ta đều có mặt ở đây, ông ta biết đâu là tổng đài, đèn nào, nói với nút điện nào. Đó là cách tốt nhất. Ông ta có thể mở trong vài giây, bật đèn và giúp quý vị nói tất cả mọi thứ cần thiết cho buổi họp ngày hôm nay. Thức tỉnh giữa cuộc đời, trở về với chân ngã. Thân thể vật chất này chỉ là căn nhà để sống trong lúc chúng ta còn ở thế giới này,
là một khách sạn, một phòng khách sạn. Nếu không, tại sao khi chúng ta chết, thân thể vẫn còn đó mà không thể cử động được nữa? Cho nên chắc chắn là có cái gì nữa đằng sau thân thể này, đằng sau bộ óc này, huy động toàn bộ guồng máy suy nghĩ, đi bộ, ăn và ngủ. Đó chính là chân ngã của chúng ta. Chân ngã này bị che sau lớp màng mà chúng ta gọi là ảo tưởng, hoặc tiếng Phạn gọi là Maya. Ảo tưởng là một thứ trò chơi làm chúng ta quên đi chân ngã của mình. Cũng giống như chúng ta xem truyền hình cine hoặc coi kịch, chăm chú đến nỗi quên đi con người thật của mình, rồi chúng ta khóc, cười và cảm thấy buồn rầu và sợ hãi cùng với những diễn viên trên sân khấu. Phải vậy không? Chúng ta quên mình đang là thượng nghị sĩ của tiểu bang hoặc là vợ của một nhân vật quan trọng. Chúng ta gắn mình vào màn ảnh, khóc, cười với những người đó, nổi giận và kích động. Sau khi vở kịch hoặc phim truyện chấm dứt, chúng ta trở lại với thực tế, trở lại vai trò của mình và đi về nhà. Chúng ta không ở lại trong rạp nữa và chúng ta không còn gắn mình vào màn ảnh truyền hình nữa. Cuộc đời chúng ta là một diễn đài lớn hơn và một vở kịch dài hơn. Thảo nào chúng ta quên đi chân ngã của mình, sân khấu cuộc đời của chúng ta còn thú vị hơn nữa, gay go hơn, sặc sỡ hơn, lâm ly hơn, hấp dẫn hơn vở kịch trên sân khấu. Vì thế chúng ta cứ gắn mình vào màn ảnh cuộc đời mà quên đi chúng ta là ai. Vở tuồng ảo tưởng là như vậy đó. Một khi ảo tưởng chấm dứt, vở kịch chấm dứt, đó là lúc chúng ta thức tỉnh. Khi chúng ta thức tỉnh, chúng ta khai ngộ, và nếu chúng ta hoàn toàn thức tỉnh và phủi hết tất cả những ấn tượng của vở tuồng để nó không làm cho chúng ta buồn, khóc, cười nữa, thì chúng ta nói rằng chúng ta đã trở thành Chúa hay thành Phật. Thế giới thuần chay, thế giới hòa bình. Trong vũ trụ vật chất này, chúng ta phải trả giá cho tất cả những gì chúng ta dùng. Vì vậy, tất cả các bậc minh sư đều nhấn mạnh việc thuận theo lối dinh dưỡng thuần chay, cái giá thấp nhất của mọi hình thức sống. Loài vật có sự sống, cây cỏ cũng có sự sống, nhưng cái giá phải trả cho thực vật thì là ít nhất. Cũng như nếu quý vị chỉ kiếm được 100 đô la Mỹ nhưng lại muốn xài đến 200, thì đương nhiên là quý vị sẽ mắc nợ và gặp rắc rối. Nếu quý vị chỉ mua những vật dụng rẻ tiền rồi tự bằng lòng với mức sống tối thiểu đó, thì chúng ta không phải lo lắng đến chuyện nợ nần. Đó là lý do chúng ta lựa chọn lối dinh dưỡng thuần chay, bao gồm trái cây, các loại đậu và hạt. Tất cả những loại thực phẩm này đều gây ra ít tội lỗi bởi vì chúng có ít ý thức hơn. Nếu quý vị lấy vài hạt của cây thì cây vẫn còn nhiều hạt khác để mọc lên thành hàng ngàn cây khác nữa. Chúng sẽ không bị mất đi. Nếu quý vị ngắt một đóa hoa hay một nhánh rau thì từ chỗ bị ngắt sẽ mọc thêm nhiều nhánh nữa. Cho nên theo cách này chúng ta biết là ăn thuần chay ít gây hại và cái giá phải trả cũng thấp hơn. Được thân người là cơ hội tốt để tu hành. Chúng ta trên cả thiên thần và hơn cả những sinh linh không có thân thể, chúng ta có nhiều lợi điểm hơn. Cho nên hãy cố gắng chăm sóc đời sống của mình, hãy sử dụng sự vĩ đại của thân thể, mặc dù đôi khi nó là một công cụ gây nhiều trở ngại, nhưng nó rất tốt, rất tốt. Thật ra khi quý vị tu hành nhiều, đôi khi quý vị không cảm thấy có thân thể này. Quý vị có thể nghiệm này không? Quý vị cảm thấy rất nhẹ nhàng, đúng không? Đúng vậy. Cũng như quý vị đang lái xe, nhưng không phải là quý vị lái, một người khác, không cần phải cố gắng. Đó là khi chúng ta đạt trạng thái vô vi trong cảnh giới vật chất. Rồi chúng ta có thể làm được nhiều việc một cách nhẹ nhàng hơn, chúng ta không cảm thấy mệt mỏi nữa. Càng thiền, chúng ta càng cảm thấy thoải mái, làm việc mau mắn và không gặp trở ngại. Ăn thuần chay, sống thuần theo thiền ý. Chúng ta nên tôn trọng mọi sinh linh trong kế hoạch sáng tạo của Thượng Đế.
Chúng ta có thể tự thấy rằng mọi chúng sinh đều phản kháng trước sự đau đớn và chết chóc. Nếu giết hay chứng kiến một con vật bị sát hại, chúng ta thấy nó đau đớn và cố vùng vẫy để thoát thân. Nghĩa là Thượng Đế đã ban sẵn cho loài vật bản năng ham sống. Cho nên nếu can dự và lấy đi mạng sống của họ, thì chúng ta đã làm trái với ý chỉ của Thượng Đế. Vậy nên, hãy đối xử với mọi chúng sanh theo cách chúng ta muốn được đối xử, và rồi đời sống của chúng ta sẽ tràn đầy ân điển, trường thọ và đầy trí huệ. Pháp môn Quán Âm là tinh hoa, là linh hồn của các tôn giáo. Một khi chúng ta được câu thông với sự giảng dạy trực tiếp từ Phật Thổ hay từ Thiên Đàng, cuộc sống của chúng ta thay đổi vĩnh viễn, vì chúng ta bắt đầu đi vào sự giảng dạy vàng son, cảnh giới vàng son của các chúng sinh cao đẳng hơn, như các chư Phật, Bồ Tát, các vị Thánh Nhân thuộc nhiều trình độ khác nhau. Cho nên khi Đức Phật xuống thế, Ngài nói, ta đến để khiến các con thành Phật. Đức Chúa Giêsu đến và Ngài cũng nói, những gì ta làm được, các con cũng có thể làm được. Đối với những đấng sáng lập ra các tôn giáo khác cũng vậy, họ đã đem đến thông điệp về sự bình đẳng giữa các chúng sanh. Nhưng điều gì khiến chúng ta trở thành Phật? Nếu tất cả những giáo lý của Phật khiến chúng ta trở thành Phật, thì chúng ta đã thành Phật từ lâu rồi. Cũng giống vậy, nếu tất cả những giáo lý của sư phụ được các đệ tử ghi chép và in thành sách có thể khiến quý vị trở nên khai ngộ, thì sư phụ không cần phải đến đây. Sư phụ chỉ cần gửi sách tới nhà quý vị. Và chúng tôi, đệ tử, không phải mất nhiều ngày giờ và năng lực cùng tiền bạc để tổ chức buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Cho nên chúng ta nhớ khi Đức Phật truyền pháp, nghĩa là truyền tinh hoa của giáo lý cho người đệ tử thứ tư của Ngài, Maha Kajip. Ngài đã nói, không có ngôn từ nào để nói, không có ngôn ngữ nào để truyền. Giáo lý của ta, những lời giảng của ta đều vô ngôn. Đối với các vị tổ sư của Phật giáo sau này cũng vậy. Thí dụ Ngài Lục Tổ Huệ Năng của Trung Quốc. Với những tôn giáo khác cũng vậy, chúng ta phải đạt được tinh hoa của vị thầy, không phải những chữ, những từ ngữ, mà cái tinh hoa chúng ta phải đạt được. Pháp môn Quán Âm là vương cách giúp chúng ta đạt được cái tinh hoa này mà không cần tới ngôn ngữ. Phương pháp này rất cổ xưa, từ thuở mà chúng ta mới xuất hiện trên hành tinh này. Chúng ta đến từ một nơi rất huy hoàng và chúng ta phải trở về đó vì công việc của chúng ta trên trái đất này không kéo dài mãi mãi. Đối với một số người cảm thấy rằng họ đã sẵn sàng để trở về nhà thì pháp môn Quán Âm chính thật là dành cho họ. Chuẩn bị cho sự đại tỉnh thức. Bất luận điều gì xảy ra sau khi chết, trước khi chết hay trước khi sanh ra, đời sống chúng ta là một dòng tâm thức tiếp nối và chúng ta không bao giờ chết cả. Chúng ta có thể bỏ đi một thân thể, một bộ y phục này sau bộ y phục khác, nhưng chúng ta không bao giờ chết. Nếu chúng ta chết rồi thì sao có thể được sanh ra? Nếu không có đời sống trước khi chúng ta được sanh ra thì chúng ta từ đâu tới? Nếu không có đời sống sau khi chết, vậy chúng ta từ đâu ra trước khi sanh? Chúng ta không thể từ không mà sanh ra cả. Khoa học đã cho chúng ta biết rằng không có thứ gì từ không mà ra cả. Vậy tại sao chúng ta lại đến từ không và trở lại không? Cho nên vào thời đại của khoa học phát triển rộng lớn này, chúng ta cần phải tin nhiều vào sự sống đời đời. Sư phụ có đủ bằng chứng bên trong sư phụ, bên trong sự tu hành của sư phụ để hiểu rõ điều này. Sư phụ muốn thông báo cùng quý vị hay xác nhận niềm tin của quý vị rằng điều này là thật và theo ý kiến của sư phụ cũng như ý kiến của các minh sư vĩ đại trong quá khứ rằng chúng ta phải chuẩn bị cho sự đại tỉnh thức của chúng ta sẽ xảy ra sau khi lìa bỏ thân thể vật chất này. Chúng ta thức tỉnh để thấy rằng mình không chết. Nhưng rồi chúng ta làm gì với sự kiện đó? Làm sao chuyển hướng cuộc đời chúng ta sau khi chúng ta có cái gọi là sự sống này? Cuối cùng cũng sẽ về nhà.
Đau khổ không do hoàn cảnh gây nên, không phải nghèo khó khiến chúng ta đau khổ, mà vì chúng ta không biết chúng ta là Thượng Đế. Nếu chúng ta biết chúng ta là Thượng Đế, thiên đàng, địa ngục đều là của chúng ta. Toàn bộ vũ trụ đều là của chúng ta, và cuối cùng chúng ta sẽ trở về nơi huy hoàng sung sướng đó, thì ở đây nghèo một chút có sao đâu. Đói cũng không sợ, chết cũng không sợ, bất cứ tình trạng gì cũng có thể chấp nhận, bởi vì chúng vốn không phải của chúng ta. Đau khổ tạm thời không sao cả, chúng ta vĩnh viễn an toàn. Chúng ta biết nhà của chúng ta ở đâu, bất luận xảy ra điều gì, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ về tới nhà. Trích lời của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bản tin và các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.